Chó quá. Bây giờ mới độ khoảng 7 rưỡi thôi. Mình rất là rét. Đấy. Con này đuổi cả đàn này đi. Nước dưa này nhảy lên nó. Quái tưởng. Đầu căng như mùa hè luôn. Đàn này nó rơi vào khoảng tầm 20 con. Chết nhá, ăn hàng. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bồ Khánh Linh.